thanh tra về đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế tại các địa phương. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa có công văn gửi các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế. Theo Bộ Y tế, căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2022 của tỉnh, thành phố Xem xét bổ sung vào kế hoạch thanh tra năm 2022 của địa phương có nội dung thanh tra về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế. Theo đó, thời gian qua, chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, trong đó yêu cầu thanh tra, kiểm tra việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Bộ Y tế đề nghị các địa phương quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của nhà nước, chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Lãnh đạo các địa phương chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát lại kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ số lượng đúng chủng loại phù hợp với tình hình mới, thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch đúng quy định. Đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu, mua sắm, Bộ Y tế nhấn mạnh. Bên cạnh đó, theo Bộ Y tế, căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2022 của tỉnh, thành phố, xem xét bổ sung vào kế hoạch thanh tra năm 2022 của địa phương có nội dung thanh tra về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế bộ y tế cũng đề nghị tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát định kỳ đột xuất đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý kịp thời phát hiện chấn chỉnh xử lý các hành vi vi phạm hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé